Chào đón quý vị và các bạn ở trong những ngày cuối tuần. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố Ninh Bình, một trong những thành phố du lịch tại miền Bắc và cũng là cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động, rồi Bái Đính, Tràng An, Nhà thờ Đá Phát Diệm. Các bạn có dịp về Ninh Bình gọi là một những địa danh tuyệt vời. Đây là cầu Lim ngã 6 tại thành phố Ninh Bình. Rất lắm phương tiện. Chào mọi người, tôi hôm nay lần thứ hai tới nhà anh Ngọc tại thành phố Ninh Bình. Lần thứ hai các bạn nhé. Tôi đang phải làm tại khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Tuy nhiên thì anh có mấy cái gốc phôi đã đưa lên và tôi phải cấp tốc mà trở về đây. Bởi vì là nếu mà để lâu thì nó rất là nguy hiểm. Và những cây mà năm ngoái tôi làm thì tôi sẽ ghi hình và cũng như các bạn nhớ theo dõi để trong quá trình chúng tôi thực hiện. Cảm ơn các bạn. Đây các bạn nha, đấy. Rất là to. Mà nằm như thế này mà chờ mấy ngày nữa thì cũng hơi ánh ạ. Nên là tôi phải cấp tốc về hỗ trợ. Quá nhiều rễ luôn. Vâng, cây xanh này năm ngoái tôi làm cũng móc, các bạn thấy móc cái hầu kia rất là quái. Hơi đói ăn tí. Vâng, anh phục vụ vận tải các bạn nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại này. Những cây trên chậu. Giỏ lan khá to. Con này sau lên chậu cũng được nhờ. Con này sau lên chậu cũng được. Ôi, các bạn thấy cây khủng chưa? Cắt nhiều quá.
trưa đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu thân. Khủng lắm các bạn nhé. Đấy, người bé tí. Tôi đang làm từ dưới gốc lên làm lên. Giữa vào Dũng ơi. Gắt ở trên trước. Đấy. Thank you.
từ mấy chục cân. Cái này có khi trồng được không anh? Lúc này tôi đã dựng lên. Wow, trời gỗ này. Wow, nhiều gỗ quá. Một cây này cái rễ này nó dài quá các bạn nhé, chúng ta cắt nó đi để cho ra cái móng vào trong. Không, cắt đất đi, cứ cắt đất đi. Con cháu chỗ bác đi. Úi giời, quang chưa? Rồi, các bạn thấy chúng tôi lọc đi quá nhiều luôn đây. Lúc đầu nó cả vài tấn. Đây. Mấy hôm nay tôi cũng không được khỏe lắm. Hai mặt đấy nhá, hai mặt bây giờ đều đẹp. Thì các bạn thấy chúng tôi hạ xuống quá nhiều luôn. Đây, la liệt. Vâng, video này thực hiện tại nhà anh Ngọc, thành phố Ninh Bình. Ở bên kia là những phôi mà năm ngoái tôi đục đẽo. Năm nay thì tôi sẽ định hình. Ừ, cây này khỏe một lần nữa thì giải mã những cái vết này, những cái điểm thẳng này nữa thì sẽ đẹp. Tuy nhiên thì lần này không thể giải mã hết được. Nó sẽ yếu cây các bạn. Và xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chào. Hẹn gặp lại quý vị ở trong video sau.